Chào các bạn đã đến với Hải Đường và hôm nay hãy cùng mình khám phá một căn hộ cực kỳ đặc biệt tại Vincom Đồng Khởi. Đây là một trong những căn hộ được deco nội thất cực kỳ ấn tượng với tông màu đen chủ đạo. Và đây là một trong những cái căn hộ mà mình yêu thích nhất từ trước tới giờ, tại vì nó đúng với gu của mình các bạn ạ. Các bạn hãy thấy ở ngay phần mở màn chúng ta đã có một bức tường ha, với tông màu đen chủ đạo cực kỳ ấn tượng với những đường nét deco theo phong cách cổ điển. Cũng cực kỳ đẹp các bạn. Và điểm nhấn chúng ta có hai bên đó là tủ rượu với những đường len inox màu vàng cực kỳ đẹp. Và hoa hậu của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chiếc đèn Pacara, chiếc đèn pha lê với tông màu đen cực kỳ đẹp và đã được gia chủ nhập khẩu từ châu Âu về. Và anh đã phải đợi tới hơn 3 tháng các bạn để sở hữu được chiếc đèn Pacara này. Và như một nhà thiết kế nổi tiếng đã chia sẻ thì chiếc đèn này có giá các bạn biết bao nhiêu rồi đấy. Ok, chúng ta hãy cùng khám phá xung quanh. Ở đây chúng ta bước vào nhà, chúng ta sẽ có một chiếc bàn ăn dành cho 5 người với những chiếc ghế da cực kỳ đẹp các bạn. Các bạn phải gờ vào đây nè, chúng ta mới cảm nhận được hết cái chất liệu da này, nó cực kỳ mềm các bạn. Và những cái đồ nội thất này đều được nhập khẩu từ Ý. Và đây là căn hộ Vincom Đồng Khởi có diện tích là 176m2, đã được gia chủ deco thành 3 phòng ngủ với các không gian nhà bếp, phòng khách cực kỳ đẹp. Rồi chúng ta hãy cùng thưởng thức cái view của căn hộ này trước nha, xong rồi chúng ta hãy khám phá từng chi tiết nội thất trong nhà này. Bên đây chúng ta sẽ có một ban công cực kỳ lớn và tầm view gần như là bao quát toàn bộ thành phố luôn các bạn. Ở đây chúng ta sẽ view được tất cả những cái công trình nổi tiếng ở thành phố này. Chúng ta sẽ có Biteco này, chúng ta có Vincom này, chúng ta có Ủy ban Nhân dân thành phố này, chúng ta có đường Nguyễn Huệ này, chúng ta có Sài Gòn Center, chúng ta có Dinh Độc Lập luôn các bạn. Ở đây chúng ta vẫn view được Dinh Độc Lập ha, cực kỳ đẹp. Mà đáng tiếc là mình không thể review vào buổi tối để cho các bạn xem được cái tầm view buổi tối thì thôi. Wow, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Rồi chúng ta hãy cùng khám phá bên trong căn hộ. Bên trong căn hộ này thì bước vào đây chúng ta sẽ có một không gian sẵn ha, bàn ăn tiếp khách. Và chúng ta có một không gian sẵn ở đây cũng cực kỳ đẹp để chúng ta có thể thiết kế ngồi đây. Chúng ta cởi giày và các bạn thể thấy cái chỗ cởi giày thôi nhưng mà cũng cực kỳ đẹp ha. Chúng ta có một cái tấm inox ha, bo cong cực kỳ ấn tượng và ngồi đây selfie cũng được nữa. Rồi bên đây chúng ta bước vào có một nhà kho nhỏ. Rồi các bạn có thể thấy ha, căn hộ đã được gia chủ chăm chút cực kỳ kỹ lưỡng, kể cả không gian mà sẵn chờ thôi. Chúng ta cũng có một tấm đá được cắt và nối với nhau cực kỳ đẹp theo tông màu trắng đen. Phía bên đây thì chúng ta có một sàn gỗ cao cấp của châu Âu. Gỗ này là sàn gỗ của Đức, cực kỳ đẹp các bạn thể thấy. Nó mix với nhau giữa tông màu đen của tường, tông màu đen của nhà và sàn gỗ. Rồi bên đây chúng ta tiếp tục có một cặp đèn Baccarat cũng cực kỳ đẹp. Bên đây chúng ta sẽ có một không gian bếp mở ha, và cũng có thể làm bếp kín nếu như bạn muốn. Ngay đây, và bước vào không gian bếp các bạn thể thấy cực kỳ ấn tượng với tông màu đen chủ đạo nè. Rồi những cái tấm đá marble trắng đen cũng rất là đẹp với những cái đường vân đá cực kỳ ấn tượng luôn. Và khi mà nói đến nội thất thì chúng ta sẽ nói đến gì nhỉ? Đến 300% thì ở đây chúng ta có đá marble ha, chất lượng cao cấp và những cái thi công đường nét này các bạn thể thấy ha. Từng cái mí vân đá đều được nối liền với nhau. Và cái vân đá nó cũng hội tụ ở ngay cái chỗ những cái ổ cắm điện. Các bạn thể thấy ha. Cái công ty thiết kế nội thất họ đã rất là chăm chút trong từng cái chi tiết. Và đặc biệt tủ bếp với tông màu đen chủ đạo, và chúng ta có điểm nhấn là tay nắm và những chiếc tủ các bạn thấy cực kỳ đẹp nha. Đều được điêu khắc chạm khắc, và anh chủ nhà đã chọn từng cái tay nắm cửa này cho cái tủ bếp. Rồi chúng ta cũng có những cái thiết bị nhà bếp với tông màu, nó mix với nhau, nó mix cực kỳ đẹp. Bên đây chúng ta sẽ có một không gian phòng khách cực kỳ ấn tượng và không gian phòng khách mở, được deco bố trí các cái đồ nội thất rất là hợp lý với nhau. Ở đây chúng ta có chiếc ghế ngồi thư giãn, có thể nằm đây để chúng ta coi tivi hoặc là nằm đây ngắm không gian view ra ngoài của thành phố cực kỳ đẹp vào buổi chiều. Phía bên đây thì chúng ta có điểm nhấn là một chiếc ghế sofa bằng da cực kỳ rộng các bạn lại thấy ha. Và cái tông màu da này nó cũng rất là đẹp, nó tông màu nâu và nó mix với các cái đồ nội thất trong nhà. Phía bên đây thì chúng ta sẽ có không gian 3 phòng ngủ. Và bố trí thì phòng ngủ master sẽ nằm bên đây và hai phòng ngủ nhỏ
Bên đây chúng ta sẽ có một toilet dùng chung cho hai phòng ngủ nhỏ này. Chúng ta hãy khám phá phòng ngủ nhỏ bên này trước nhé. Bên đây thì căn hộ này các bạn thể thấy ha, đây là cái căn phòng ngủ có tầm view cực kỳ đẹp. Các bạn thể thấy là chúng ta sẽ có hai tầm view. Chúng ta sẽ view về Vincom nè, chúng ta sẽ view về đường Nguyễn Huệ, Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng như là phóng tầm mắt xa để có thể nhìn toàn bộ thành phố về phía tây. Phía đây, phía bên đây thì chúng ta sẽ có view về nhà thờ Đức Bà, cũng cực kỳ ấn tượng, và không gian công viên cây xanh. Buổi tối ở đây mà lên đèn thì cực kỳ đẹp các bạn. Rồi chúng ta hãy cùng khám phá một trong những cái toilet mình nghĩ là sở hữu tầm view đẹp nhất nhì ở Sài Gòn mình. À, bên đây chúng ta sẽ có một không gian toilet nhưng mà lại sở hữu tầm view cực kỳ đẹp nha các bạn. Và ở đây chúng ta có thể view ra ngoài và người bên ngoài cũng có thể view vô trong nha các bạn. Rồi chúng ta hãy cùng khám phá phòng ngủ nhỏ và phòng ngủ master còn lại. Rồi bên phòng ngủ nhỏ này thì diện tích không quá lớn nhưng vẫn được decor cực kỳ ấm cúng, dành cho các bạn nhỏ cũng được. Ở đây chúng ta có view ra ngoài với tông màu đen chủ đạo. Và bên đây chúng ta có điểm nhấn là cái đầu giường các bạn, bằng da lộn, rất là mềm mại. Rồi chúng ta hãy cùng khám phá phòng ngủ master, một trong những phòng ngủ lớn nhất từ trước đến giờ mà mình được review. Wow, bước vào phòng ngủ master các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có không gian diện tích rất là rộng với tông màu đen chủ đạo và điểm nhấn là các tông màu nâu ở giường ngủ cũng như là tông màu nâu ở ngay tường. Và đây chúng ta có chiếc ghế thư giãn cực kỳ hợp lý các bạn, cực kỳ ấn tượng, vị trí rất là chill. Ở đây chúng ta có thể ngồi đây đọc sách, uống rượu và chill vào buổi chiều để thưởng thức không gian thành phố về đêm. Rồi, quay vô đây đó Phương. Và cuối cùng chúng ta hãy cùng khám phá một không gian bí mật trong căn hộ này. Đó là không gian ở đây chúng ta có không gian thay đồ này. Và đây là không gian phòng tắm. Các bạn thể thấy ha, không gian phòng tắm cực kỳ rộng. Nó phải tương đương với một phòng ngủ ở các dự án căn hộ chung cư bình thường. Và chúng ta có một bồn tắm dài ở đây. Và nhà vệ sinh và cũng như là tường được ốp đá marble cực kỳ ấn tượng các bạn, cực kỳ đẹp. Hiện tại căn hộ này đang có giá trị khoảng hơn 2 triệu đô. Các bạn đánh giá như nào về căn hộ này? Hãy để lại bình luận và chia sẻ bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Mình sẽ đưa đến các bạn những căn hộ, những căn biệt thự khủng và đẹp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Bye bye!